Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người đến kênh của mình nha. Thì hôm nay có cái một cái chuyện vui mình chia sẻ cho mọi người nha. Mình vừa mua máy cành hồng ở trên Facebook á, thì nó gửi hàng về cho mình. Và cái điều nó rất là bực mình đó là nó gửi hàng rất là đẻo nha mọi người. Rồi mời mọi người xem cái video mà mình nhận hàng này. Mình sẽ cho mọi người xem cái hàng nó như thế nào. Nó quảng cáo thì rất là hay, là cái shop RV shop ấy, thì nó quảng cáo rất là hay. Nó khi đấy nha, bị dập thì mình trả lại, nhưng mà dường như là mình không có cái giống đấy, không có cái giống hoa hồng ấy. Mình thấy nó rất là đẹp nên nha, mình đã nhận về thì mình khui ra mình mới biết. Đây cái video mà mình nhận đây, mọi người xem nha. Hoa hồng nhận hoàng đây mọi người, đây đã thèm thèm rụng cho mấy luôn á, quá là mà gửi hoàng cho một mớ luôn á. Tay tỏ luôn, mốt hết luôn. Ui giời, 90 cơ, 3 chảo, ô ship. Hoa thì đẹp này, đặc lạc luôn, trụ lưỡi. Dèo mày, sốt hay cà rụt. Qua chảo, 3 chảo hồng, đóng lá, ship, shipper có tâm, mài mốt hết trơn đồ. Hoa thì đẹp thiệt đây. Sốc hết cả rục. Hai hồng ngoại nè mọi người, đây. Ôi trời ơi, chào này, mốt hết luôn, mốt không cần cái gì luôn, nó còn điếu kéo nằm bờ nội này, nổ này. Đau hết cả đầu. Lá này, lá nâu này, lá nâu, lá trời gì là rụng tè lay luôn, nguyên một đống. Tôi nuôi quá lòn. Cái trừ lũi luôn. Ôi shipper có tâm. Này, qua chào, 270.000, không biết chân được mấy ngày. Ở trong là nó lên lá lại cho mớ luôn á, khiếp. Ship đi sai, đáng lẽ phải cho được đóng nguyên một cái thùng mà còn cho em đồ kiểu này thôi chết. Chẳng phải cất cho cái shop này. Dù rồi theo địa chỉ tử du, bước cục tử du rồi chỗ này đẹp trong đời. Đấy, như các bạn xem thì đã thấy cái shop nó gửi như thế nào rồi đấy. Nó làm ăn rất là chán, nó gửi rụng hết cả mớ lá luôn. Thì do mình quá thích cái màu hoa đấy nên nha, mình đã nhận. Cái phí ship của nó thì cũng trả bao nhiêu tiền, khoảng mấy chục ngàn.
một chậu, nhưng mà nó làm ăn quá là ảo thả nha mọi người. Mọi người có mua hoa hồng thì mua, cố gắng xác định mua cho nó đàng hoàng xíu, cái shop nó làm ăn cho nó kiểm tra, nhất là kiểm tra cho nó ok xíu. Còn những cái mà không cho kiểm hàng ấy, mọi người đừng có cho, mọi người đừng có lái làm gì, lái thêm đổ tức cho người. Sau khoảng 3 ngày thì mọi người sẽ được thấy cái hoa hồng nó như thế nào ha. Hoa hồng nó thì nó rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng là mình bây giờ là gọi là ôn tức trong người luôn. Mình lên đây mình chia sẻ cho mọi người, mình có thể là coi là tiên phong đi, chụp bạch đi, thí nghiệm. Mọi người có chữ ngu thì cũng như vậy thôi. Thì bây giờ mình ngu thiệt mà đâu phải phải là họ nói ai đâu, đúng không? Thì đây, sau 3 ngày thì mọi người xem cái cây hoa hồng này, nó rất là kinh khủng luôn mọi người. Cái hoa hồng này là hoa hồng nhung nha, hoa hồng nhung mà bây giờ nó tà le tắc lát mọi người này. Đây là hoa nó toàn đây. Thì mình cũng cố gắng là ngày này phơi nắng cho nó, rồi nó cái này thì nó cũng rút nước rồi mọi người, nhưng mà khả năng sống là rất là thấp. Đó. Một điều là khuyên mọi người là đừng có mua Facebook làm gì. Đây, còn cái này tệ nạn hơn đó, để hoa luôn này, này đấy, móc mèo luôn, chán luôn. Thấy mà sốc hết cà rụt rồi mọi người ha. À, ba chậu hồng. Mỗi chậu này nó tính cả tiền ship là khoảng 90.000 một chậu, ba chậu là 270 đó, coi như mắc luôn. Đây là vì đam mê đây. Mọi người cứ rút kinh nghiệm nha, mình bây giờ là mình chặt dây kinh nghiệm luôn, là dây rút cái gì nè. Đấy, và lá vàng khè, hoa thì rất là đẹp. Đây là hoa châu Âu nhé, đây là hoa hồng vàng này, đây là hồng cánh sen này, đấy, đây là hồng nhung, cuối cùng là thu lại như thế này. Mà khi mua ấy, thì mình cũng thấy trên kia nó chửi, nhưng mà mình dạng như thích trải nghiệm nên nha. Cuối cùng nó không có ra cái gì hết cho mọi người nha. Cây này thì đây, cành này thì sắp cháy rồi nè, cành này thì còn tươi một xíu, không biết cứu được không, nhưng cành này thì còn tươi. Đây là một chậu này là 4 cây đó, mỗi chậu 4 cây mọi người thấy chưa, đó, mỗi chậu 4 cây đấy, 4 cây, nhưng mà cành này thì chắc cố gắng thì cũng giữ được cây không. Thôi đây là cũng là một bài học ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Thì đấy, đấy là cái ngu của mình đấy, vì quá ham tích nên đã đầu tư 3 chậu nhưng mà không lấy được chậu nào hết, rất là bực mình. Thấy mặt đầu thì thấy hàng họ thì rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng không có giữ được. Mình thiếu mấy cái giống hoa màu vàng ấy, mình có cái chậu mua ở siêu thị, bữa trước là có 2 chậu mua ở siêu thị, thì do mưa bão rất mắc chậu, còn bây giờ thì còn hiện tại là còn một chậu, cũng phát triển rất là tốt. Thì mình chỉ lên đây mình làm cái clip này, mình chỉ chia sẻ là cái shop đấy thôi, còn để mình đưa luôn cái tên cái shop đây cho mọi người xem nha. Cái shop này để cho mọi người, nếu mà
mà thấy cái shop đây bán thì đừng có mua nhé. Với lại mua ở mua hàng thì phải kiểm tra kỹ một xíu, tốt nhất là nó cứ bể bào thì trả hàng lại đi, cho dù nó không dập không gãi thì nó cũng không sống được đâu. Đấy, kinh nghiệm xương máu của mình qua lần mua hàng này đấy. Lâu nay thì cũng không mua trên Facebook, cuối cùng mua một lần dính luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video này nhé. Mong mọi người đăng ký và thích giùm mình nhé. Tạm biệt mọi người. Hẹn những video sau nhé.